Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Hành trình đức tin là một cuộc chiến khốc liệt. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ rất xảo quyệt, luôn tìm cách gieo rắc vào tâm trí chúng ta sự hoài nghi, sợ hãi và chia rẽ. Nhưng Chúa của chúng ta là đấng chiến thắng, danh Ngài là Jehovah Nissi, Chúa của chiến trận, đấng ban cho chúng ta sự đắc thắng theo những cách thức chúng ta không nghĩ tới vào đúng thời điểm của Ngài. Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Janice Moore qua chủ đề Chúa ban chiến thắng. Trong những cuộc thi đấu thể thao, các vận động viên về đích sẽ giơ cánh tay của mình lên để biểu thị niềm vui chiến thắng. Tại vườn Eden năm xưa, ma quỷ cũng đã tưởng nó đã giành chiến thắng khi cám dỗ Adam và Eva phạm tội, khiến tội lỗi đi vào thế gian và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả nhân loại. Nhưng Đức Chúa Trời có chương trình cứu rỗi tuyệt vời khi Ngài sai phái con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ đến thế gian, chịu chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Ngài đã sống lại khải hoàn và đắc thắng sự chết. Hơn thế nữa, Ngài là đấng ban mọi chiến thắng cho chúng ta. Tôi từng kinh nghiệm điều này trong khoảng thời gian mẹ tôi bị bệnh ung thư. Gia đình chúng tôi vô cùng đau xót trước những đau đớn trên thân thể của mẹ. Tôi cảm thấy áy náy vì tôi ở cách xa mẹ nên không trực tiếp chăm sóc cho mẹ được. Khi nghe tin bà nhập viện, phải dùng máy thở và rơi vào tình trạng hôn mê do dùng thuốc, thì ngay lập tức tôi quyết định dừng mọi việc để về thăm mẹ. Từ khi tôi còn nhỏ hay khi lớn lên, thì hình ảnh mẹ tôi cầu nguyện với Chúa mỗi buổi tối là tấm gương để chúng tôi hạ mình khiêm nhường cầu nguyện với Chúa trước mọi việc. Bà là người hết mực quan tâm và yêu thương các con. Khi nằm trong bệnh viện, mẹ phải chịu đau đớn khi y bác sĩ đặt ống thở vào mũi của mẹ. Khuôn mặt mẹ bị biến dạng, sức khỏe mẹ suy yếu dần. Thật là đau lòng khi chứng kiến mẹ đang ở trong tình trạng hôn mê do thuốc và phải đấu tranh để giành sự sống. Trong lúc đầy rối bời, ma quỷ xen vào phá hủy mối liên hệ của các thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi cãi nhau về việc phải chăm sóc và giúp đỡ mẹ như thế nào trong lúc nằm viện. Vài tuần sau đó, các y bác sĩ trong bệnh viện nói với gia đình chúng tôi phải quyết định giữa hai lựa chọn. Một là tiếp tục cho mẹ dùng máy thở hoặc rút máy thở để bà tự thở. Họ nói rằng bệnh của bà không có cách nào để chữa trị được và việc dùng máy thở chỉ là kéo dài thêm thời gian. Khi nghe các y bác sĩ nói như vậy, thì cả gia đình tôi rơi vào cảnh hỗn loạn và tranh cãi gay gắt. Một số người không muốn để mẹ tiếp tục chịu đựng đau đớn, còn một số khác thì muốn tiếp tục kéo dài để mẹ dùng máy thở. Cha tôi còn nói rằng ông không thể chịu đựng được khi phải để bà qua đời khi rút máy thở. Ngay chính hôm chúng tôi dự định đồng ý rút máy thở ra khỏi mũi của mẹ, thì nhận được tin từ bệnh viện. Họ nói rằng mẹ chúng tôi đã qua đời và chúng tôi cần đến bệnh viện ngay lập tức. Tin đó khiến chúng tôi vô cùng đau đớn và ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, mẹ chúng tôi đã qua đời. Chúng tôi không được nhìn bà lần cuối để chào tạm biệt bà. Đôi chân chúng tôi nặng trĩu khi bước vào giường bệnh của mẹ. Tôi nhìn xung quanh chiếc giường mà mẹ đã nằm và không tin vào điều mà mình đang thấy. Mẹ tôi đẹp rạng ngời. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ trông tuyệt vời đến vậy. Khuôn mặt của mẹ biểu thị bình an và bình thản trông giống như thiên thần. Điều đó đem đến cho chúng tôi sự yên ủi. Chúa đã cất đi những đau đớn trong thân thể của bà và giờ bà đang được ở cùng với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cất mẹ chúng tôi đi đúng thời điểm của Ngài. Cảm ơn Chúa về phước thay cho những người chết là chết trong Ngài. Thật vậy, lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhì chương 2 câu 14 chép rằng: Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong đấng Christ, và qua chúng tôi Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cất đi những đau đớn trong thân thể của mẹ tôi. Hơn thế nữa, Đức Chúa Trời dùng bà để biểu thị tình yêu thương của Ngài cho chúng tôi và khiến chúng tôi học được bài học về sự hiệp một với nhau. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta chiến thắng. Thật phước hạnh khi một người thân yêu của chúng ta về với Chúa. Họ không còn đau đớn, đau khổ, than khóc và sợ hãi. Chính vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa là đấng ban chiến thắng cho họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ
sẽ không có sự chết, cũng không có tan chế, than khóc hoặc đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Khải Huyền chương 21 câu 4. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu, cảm ơn Chúa vì Ngài biết rõ mọi điều sẽ đến cho con trong cuộc sống này. Chúa biết rõ mọi tranh chiến và những đau đớn trong thân thể của con. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Chúa là đấng quyền năng, có quyền trên bệnh tật và đắc thắng sự chết. Ngài có chương trình và thời điểm tốt lành dành cho con. Xin Chúa giúp con luôn tin cậy Ngài và sự nhân từ tốt lành của Ngài trong suốt cuộc đời của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, khi bước đi theo Chúa, chúng ta hãy mặc lấy tâm thần mạnh mẽ, đắc thắng mà đánh trận tốt lành. Trong mọi sự hãy tìm kiếm Chúa trước hết. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta giải quyết mọi nan đề. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt bạn. Bạn sẽ nhận được niềm hy vọng, sự bình an và niềm vui mừng đời đời khi ở trong Ngài. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa, Jehovah Nissi Nissi. Chúa của mọi đắc thắng ngoại quyền, Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, nay ta luôn đắc thắng bệnh tật, nay ta luôn đắc thắng buồn chán, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, nay chiến thắng thuộc về ta. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa, Jehovah Nissi Nissi. Chúa của mọi đắc thắng ngoại quyền, Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, nay ta luôn đắc thắng bệnh tật, nay ta luôn đắc thắng buồn chán, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, nay chiến thắng thuộc về ta. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa, Jehovah Nissi Nissi. Chúa của mọi đắc thắng ngoại quyền, Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, nay ta luôn đắc thắng bệnh tật, nay ta luôn đắc thắng buồn chán, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, nay chiến thắng thuộc về ta. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa, Jehovah Nissi Nissi. Chúa của mọi đắc thắng ngoại quyền, Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, nay ta luôn đắc thắng bệnh tật, nay ta luôn đắc thắng buồn chán, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, nay chiến danh Ngài, trong
trong danh cha ta đang thắng, để chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Cất tiếng hát khen danh Ngài, trong danh cha ta đang thắng, để chiến thắng thuộc về ta. Quý thính giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi biết quanh quay khoảng được hơn 2 năm và hầu như ngày nào tôi cũng nghe chương trình tỉnh nguyện từ quanh quay radio. Và qua cái chương trình thì Hậu cảm thấy là rất được khích lệ. Mặc dù ở nước Úc xa xôi nhưng mà cảm thấy được rất là khích lệ. Mỗi khi đi làm, đi trên xe, đi làm thì cũng nghe được lời Chúa qua tỉnh nguyện radio. Thì thông qua chương trình xin cảm ơn anh chị em trong One Radio đã bỏ lòng, bỏ công sức ra để cho mọi người nghe được. Để mà ít nhất là con cái Chúa đã tin Chúa thì tiếp tục vẫn bước theo Chúa, mặc dù cuộc sống rất là khó khăn, cũng như những người khác nghe đến và cũng mềm lòng và cũng trở lại để mà đầu phục Chúa. Và tôi ao ước rằng trong tương lai có thể là sẽ dâng hiến cũng như hỗ trợ One Way Radio để cho cái tiếng nói về Chúa sẽ được rộng rãi, được nhiều con cái cũng như những người chưa tin Chúa được biết đến Chúa. Xin cảm ơn chương trình. Thật cảm ơn Chúa khi gia đình được ở trong lời Chúa. Lời Chúa trong chương trình ngày hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!